Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mầu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọi người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người đã nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Ngài đã giảng như thế này: Đức Maria hồn xác lên trời là biến cố vui mừng và hy vọng cho toàn thể nhân loại. Biến cố này nhắc cho chúng ta mục đích của cuộc lữ hành trần gian, đó là sự chiến thắng tuyệt đối trên tội và sự chết, và bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta vừa làm một cuộc hành trình với mẹ, tuy rất là ngắn một vài phút thôi, nhưng mà nhắc cho chúng ta nhớ cuộc hành trình trần gian, như là cha chủ tế nói ở đầu lễ, là đi về nước trời. Nhưng mà cuộc hành trình đó nó mang đặc tính gì? Thì Đức Benedicto thứ 16 Ngài nói với chúng ta có 2 đặc tính của cuộc hành trình này. Và khi chúng ta đi với mẹ, cùng với mẹ, chúng ta sẽ đạt được cái mục đích là nước trời. Khi với mẹ, thứ nhất, chúng ta chiến thắng một cách tuyệt đối trên tội và sự chết. Thứ hai, chúng ta bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, anh chị em nghe trích từ sách Khải Huyền, một hình ảnh được mở ra. Đó là một người phụ nữ mặc mặt trời, chân đạp vầng trăng, đầu đội triều thiên 12 sao sáng. Đó là hình ảnh của Israel, thưa anh chị em. Không phải là một Israel bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng trần truồng với hình ảnh của Adam và Eva, mà là một Israel bây giờ ở trong tương quan với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là mặt trời, thì bây giờ mặt trời đó bao phủ Israel mới. Một Israel ở trong tương quan với toàn thể tạo thành. Vầng trăng thì ở dưới chân, muôn sao thì bao quanh, ở trong sự hài hòa với vũ trụ. Và đó cũng là hình ảnh của hội thánh. Một hội thánh đẹp vẹn toàn, một hội thánh lộng lẫy, mặc lấy chính Đức
Đức Giêsu Kitô là mặt trời công chính, một hội thánh mà ở giữa muôn vàn vũ trụ tinh tú, một hội thánh là trung tâm, mà nơi đó ơn cứu độ của Thiên Chúa dậy tràn. Và hình ảnh của hội thánh đó được diễn tả một cách trọn vẹn nơi mẹ của chúng ta, Đức Maria, trong biến cố lên trời. Mẹ lên trời, mẹ mặc lấy vinh quang của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của mẹ đã mặc lấy chính Chúa Giêsu Kitô, và bây giờ là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, vinh quang của Chúa Giêsu Kitô rạng ngời trên toàn thể vũ trụ tạo thành này như thế nào, thì bây giờ vinh quang đó cũng chiếu tỏa trên mẹ y như vậy. Và mẹ đó lại mang nơi mình một nhân tính giống y như chúng ta. Cho nên điều xảy ra nơi mẹ cũng xảy ra nơi chúng ta. Vì vậy mà Đức Benedicto thứ 16 Ngài nói rằng đó là biến cố vui mừng và hy vọng cho toàn thể nhân loại. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan, anh chị em thấy Đức Giêsu Kitô vinh quang trên mây trời như thế nào, chúng ta y như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta long trọng mừng kính một con người giống y như chúng ta, và còn hơn thế nữa, con người ấy là mẹ của con Đức Chúa Trời, và cũng là mẹ của chúng ta. Mẹ của chúng ta vinh quang, chúng ta là con cái, chúng ta cũng được thừa hưởng vinh quang y như mẹ vậy. Mẹ mặc mặt trời, chúng ta cũng được mặc mặt trời, là chính Chúa Kitô. Tuy nhiên ở trong bài đọc 1, anh chị em lại thấy có một hình ảnh không có đẹp chút nào, và một hình ảnh đáng sợ, đó là con mãng xà. Con mãng xà có 7 đầu, 10 sừng, và trên mỗi đầu của nó đều có vương miện. Thưa, đó là hình ảnh của con rắn xưa, là hình ảnh của Satan. Nó đã cám dỗ Eva trong vườn địa đàng như thế nào, thì bây giờ nó vẫn không ngừng xuất hiện, và nó đang muốn ăn lấy đứa con của bà. Đứa con mà Đức Chúa nói rằng dòng giống của người nữ này sẽ đạp đầu ngươi. Và dòng giống của người nữ đó nói một cách cụ thể không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, mà Đức Maria mẹ của chúng ta đã mang đến trong nhân loại này. Và Satan nó không có dừa gì, nó muốn tiêu diệt đấng cứu thế. Nhưng mà điều đó không có xảy ra được, bởi vì Đức Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài, bảo vệ nhân loại này, bảo vệ con của Ngài. Và người con đó sẽ dùng trượng sắt uy quyền mà đánh chết cái con rắn xưa đó, và sẽ đạp nát đầu của nó. Bằng chứng là người con đó đã chiến thắng sự chết, đã phục sinh khải hoàn. Cho nên điều mà chúng ta cử hành ngày hôm nay, nó không chỉ là niềm vui của ngày lễ, mà là một lời tuyên xưng đức tin, thưa anh chị em. Tuy nhiên, cái con rắn xưa đó nó không có ngủ, nó vẫn thức và nó vẫn hoành hành ở thế giới này qua nhiều cái chủ thuyết, qua nhiều cái lối sống mà nó đang lan tràn. Như là một chủ trương chúng ta gọi là vô thần duy vật, mà nơi đó gạt bỏ không có Thiên Chúa, chỉ có thế giới này, vật chất này, và hãy hưởng thụ nó đi, hãy đi vào những khoái lạc mà chúng ta có được, và hãy biến thế giới này trở thành thế giới của chúng ta. Chúng ta phải làm chủ nó. Và làm chủ như thế nào? Bằng những công nghệ, bằng những khoa học tân tiến, mà nơi đó không thấy khuôn mặt của Thiên Chúa, thậm chí không thấy khuôn mặt của con người. Thì bài ca của mẹ trong bài tin mừng ngày hôm nay lại nhắc cho chúng ta nhớ một điều khác, thưa anh chị em. Không, thế giới này mà mẹ hát đó là gì? Đức Chúa đấng cứu độ tôi. Và con người không chỉ có thân xác này, mà linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Một con người trọn vẹn xác hồn và một thần trí Chúa ban để mở ra và vui mừng, không phải vì cái thế giới vật chất này, mà những gì mà chúng ta thấy là ơn Chúa ban đó đưa chúng ta đi về với đấng tuyệt đối là Đức Chúa, và Ngài là đấng cứu độ tôi.
Và không phải là chúng ta sống để đi tìm những cái khoái lạc, để đi tìm hưởng thụ, và cuộc sống này càng sở hữu được nhiều thì càng hạnh phúc, thưa không. Mẹ lại hát rằng Chúa đã đói thương nhìn tới, và từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Cái phúc của con người không phải ở chỗ chúng ta có thật nhiều, mà cái phúc của con người là được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhìn đến, Ngài che chở bảo bọc, Ngài ôm lấy. Ngài ôm lấy chúng ta vào lòng và Ngài nâng chúng ta lên. Trong cái từ mà chúng ta nói là hồn xác lên trời, nó phát xuất từ cái danh từ là assumption. Nó phát xuất từ cái động từ là to assume. Và đối với Thánh Augustino, động từ này quan trọng lắm, thưa anh chị em. Khi mà nói rằng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người, thì Thánh Augustino nói rằng Ngài đã assume, có nghĩa là Ngài đã ôm lấy, Ngài đã đảm nhận cái nhân tính của chúng ta trở thành của Ngài. Cho nên toàn thể cái nhân tính của nhân loại này trở thành cái nhân tính của con Đức Chúa Trời, của chính Thiên Chúa. Và assumption có nghĩa là một sự ôm lấy trọn vẹn xác hồn và nâng lên trong vinh quang. Cho nên hôm nay chúng ta nói là mẹ hồn xác lên trời, mẹ thật diễm phúc. Hay nói một cách khác là Đức Chúa Trời ôm lấy mẹ trọn vẹn xác hồn và đưa mẹ vào trong vinh quang của Ngài. Vinh quang mà Ngài đã có từ đời đời và Ngài đã dành cho Đức Giêsu Kitô như thế nào, thì bây giờ vinh quang đó cũng được ban cho mẹ và đương nhiên được ban cho tất cả chúng ta. Cho nên đó là một mầu nhiệm ôm lấy, một mầu nhiệm của tình thương, và đó là diễm phúc. Cho nên mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Và anh chị em có muốn có được cái diễm phúc này không? Có muốn được Đức Chúa Trời ôm lấy mình không? Và chắc chắn Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Và qua vòng tay của mẹ, Ngài sẽ ôm lấy. Tôi có đọc một mẫu tin rất là cảm động. Một người mẹ sinh đứa con ra, cháu sinh non chỉ mới có 27 tuần thôi, và chỉ có được 900 gram thôi, thưa anh chị em, có nghĩa là cháu rất là bé. Và vừa sinh cháu ra thì bác sĩ ngay lập tức là có cái sự hỗ trợ, nhưng mà nói với hai vợ chồng rằng không cứu được, nó nhỏ quá, và trong cái lúc mà rặn mà sinh ra thì cháu chết rồi. Người mẹ rất là đau khổ và nói rồi thôi thì cho tôi ôm đứa con của tôi. Và bà ôm cháu vào lòng. Bà ôm trong nước mắt, bà ôm trong cầu nguyện. Và người Công giáo nào cũng vậy, thưa anh chị em, mình cứ lầm bầm đọc kinh kính mừng. Và rất lạ lùng, thưa anh chị em, 2 tiếng người mẹ đó đã ôm đứa con của mình đỏ hỏn, 2 tiếng. Và nó nấc lên 1 tiếng. Thế là chị ấy kêu bác sĩ, bác sĩ ơi con của tôi nó nấc lên. Bác sĩ nói không, nó chết rồi. Nhưng mà người mẹ không dừng lại ở đó. Thế là nặng 1 tí sữa và lấy 1 giọt sữa ở trên ngón tay của mình và đút vào miệng của con mình. Và đứa bé bắt đầu thở. Thưa anh chị em, và cái biến cố đó cả thế giới được biết vào tháng 3 năm 2012. Đó là chị Kate Oak ở bên Úc. Có một cái mầu nhiệm mà nó làm nên cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta được ôm lấy. Được ôm lấy trong cung lòng, được ôm lấy trong vòng tay của mẹ mình. Và nếu như người mẹ trần gian còn ôm đứa con của mình và truyền cho nó sự sống và cho nó uống những cái dòng sữa của sự sống, thì điều mà mẹ Maria vẫn làm cho mọi người chúng ta mỗi ngày, mẹ vẫn tiếp tục ôm lấy mọi người chúng ta. Ngày xưa mẹ ôm Chúa Giêsu như thế nào, bây giờ mẹ cũng ôm lấy mọi người chúng ta, bởi vì mẹ nhận chúng ta từ Chúa. Này là con của bà. Cho nên mỗi lần mà anh chị em chạy đến với mẹ, thì Thánh Augustino nói rằng không có ai chạy đến với mẹ mà mẹ từ chối không nhận lời. Và chắc chắn mẹ sẽ nuôi chúng ta
bằng dòng sữa của ân sủng, và chúng ta được lớn lên, và một ngày kia chúng ta sẽ cùng với mẹ mặt mặt trời bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa với mẹ, và Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời. Hãy chạy đến với mẹ để cùng với mẹ chúng ta hưởng lấy dòng sữa ân sủng mà Chúa ban, và cùng với mẹ mặc lấy vinh quang của Thiên Chúa.